Nói đi. Đây là hến anh chị nhá. Hến anh chị về rửa bỏ vào trong cái rổ này này, lắc 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 trong cái chậu nước nhỏ nhỏ đấy. Rửa qua đây này. Xong nhá. Phi tao hành mỡ này. Em hay dùng hành tăm nhá. Đi này, xong rồi bỏ hến vào. Hến nhà em mà lên hôm nào cái này gần 30 cân là hết sạch. Rồi, sợ ấy bật lúc này là sập nguồn điện. Không, tím ở bên kia đang đứng rồi kìa. Khỏng, khỏng. Bà ơi, sao sập. Con đầu ăn burger đâu mà họ sập dữ liệu. Đi tí cho tí dâu hao mang ạ. Thêm gia vị này. Anh chuẩn bị học làm đầu bếp. Đây là hẹ. Là hẹ cắt ngắn này các anh chị nhé. Nếu mà mình không có là hẹ thì mình thay bằng hành lá. Hành lá rau răm. Hành lá rau răm. Ai mà ăn được cay thì có thể cho tí sa tế vào. Em đi không, nhà em thì không ăn cay. Không xào sa tế đâu. Ok. Ngọt luôn, hến rất là béo và ngọt. Nướng bánh đa và xúc nhé. Nướng lên đây, máu hơn đây. Thịt kim nướng đây. Nếu mà thương kiếm nhiễm chứ ạ. Đã xong rồi các anh chị nhé. Bây giờ mình có thể nướng bánh đa bằng lò vi sóng, sau mình xúc với hến này để ăn rất là ngon.